Anh em đang phân vân là dán PVF ngoại thất cho xe thì liệu có tốt hay không. Thì hôm nay đến bên em đang tiếp nhận một chiếc Mazda CX-5, thì chiếc xe này đã vừa mới dán PVF ngoại thất xong. Thì hôm nay em sẽ test cho anh em xem là cái nếu như với cái điều kiện mà có PVF thì cái này thật sự là nó có bảo vệ cho tốt cho chiếc xe của anh em không nhé. Như bình thường anh em đi rửa ấy, là anh em ra lấy cái khăn về mà rửa, mà anh em rửa nó đã xước rồi, mà hôm nay em lấy luôn hẳn cái bàn chải này là bàn chải sắt anh em nhé, như thế không ạ? Và cái tay gương này là cái tay gương mà đã dán PVF rồi anh em thấy không ạ? Khi mà anh em với cái độ xước nó như thế này, mà anh em đây là em đưa hẳn cái bàn chải sắt vào cọ như thế này rồi, mà cái độ xước đây anh em sẽ thấy là nó gần như là nó sẽ không không xước. Và cái này là nếu mà như anh em xước ấy, thì anh em chỉ cần đi ngoài nắng, cái này là cái khò nhiệt ấy, anh em đi ngoài nắng như này thôi. Đó. Này anh em để thấy là nó tự phục hồi lại luôn, không có cái vết xước để lại nhá anh em nhá. Đấy. Một cái tác dụng rất là tuyệt vời mà cho bề bảo vệ cái mặt xương tốt hơn cho anh em, khi mà anh em có được cái sự bảo vệ từ một cái bộ giáp bảo vệ cho cái bề mặt sơn như này. Và cái chi phí bảo vệ để mà dán một cái bộ PVF ngoại thất như chiếc xe như thế này thì cái chi phí bây giờ nó rất là hợp lý, để anh em có thể trang bị cho mình một cái lớp bảo vệ như này, chống xuống bề mặt sơn này, chống xước dăm này, và va quẹt. Nếu như va quẹt thì nó chỉ có cái xước bên ngoài PVF này thôi, anh em bóc đi và dán lại là chuyện là bình thường đấy. Còn anh em nào mà muốn dán PVF ngoại thất nhá, PVF nội thất nhá, đến ngày Akala tháng 10 anh em nhá.